hôm nay mình lại trở lại gặp các bạn trong video này. Hôm nay cũng là ngày mà con gái mình có nhắc nhở mình. Con gái mình nói là mẹ ơi, con muốn ăn cơm xanh theo cách gọi của cháu, thì đó là món xôi lá dứa nước cốt dừa mà cháu thường gọi là món cơm xanh của mẹ. Vì cũng đã lâu mình không làm lại món này cho cháu, cho nên là hôm nay cháu có nhắc nhở, vì thế cho nên mình làm lại cho cháu ăn món này. Và nhân đây mình cũng chia sẻ đến với các bạn món xôi lá dứa nước cốt dừa và ăn kèm với cả cánh gà chiên nước mắm nữa, một món ăn rất là ngon và con gái mình cháu rất là thích. Để thực hiện món cánh gà chiên nước mắm và xôi lá dứa nước cốt dừa thì mình có chuẩn bị ở đây là gạo nếp. Mình sẽ lấy 2 bát con ăn cơm thôi, sử dụng 2 bát con ăn cơm gạo nếp, nước mắm, dầu ăn, đường, nước cốt dừa và cốt lá dứa. Mình sẽ đong gạo ra đây. Bởi vì mỗi lần mình làm món này là con gái ăn rất là nhiều, và thế cháu thường gọi món xôi lá dứa của mẹ là cơm xanh. Mình sẽ đong khoảng chừng 2 bát gạo, và các bạn tùy thích nấu. Nếu các bạn nhà mà ăn nhiều, các bạn đong nhiều, nhưng mình nấu khoảng 2 bát gạo này thôi. Ở nước ngoài như mình ở đây thì sẽ không có lá dứa tươi, bởi vậy mình chỉ ngâm với cả gạo với cả nước cốt lá dứa từ đêm hôm trước, hoặc là các bạn ngâm trước 3-4 giờ. Đây là gạo mình sẽ mang đi vo sạch và sau đó mình đổ vào cái chậu này và ngâm với nước cốt lá dứa, thì chút nữa mình sẽ đong cho các bạn thấy nhé. Đây là gạo nếp mình đã vừa vo sạch và mình sẽ đổ ra cái bát này. Mình sẽ cho vào đây nước lạnh. Mình cho ngập phần gạo khoảng 1 đốt ngón tay thôi. Và sau đó mình cho nước cốt lá dứa vào. Nếu các bạn có lá dứa tươi á, thì các bạn thay cái nước lá dứa tươi bằng nước lạnh này các bạn ngâm, thì sẽ ngấm vào nếp rất là thơm. Còn các bạn nào không có giống như mình ấy thì cũng chỉ sử dụng tinh cốt lá dứa mà thôi. Rất thơm. Và mình sẽ đong vào đây khoảng 1 muỗng cà phê vơi của nước cốt lá dứa như thế này. Các bạn cho vào phần gạo và nước, các bạn quậy đều lên. Nước đã chuyển sang màu xanh rất là đẹp. Và các bạn nhớ để ngâm nếp trong vòng 4 tiếng. Nếu các bạn không có thời gian thì các bạn cũng có thể nấu sôi được rồi, hoặc các bạn có thể ngâm từ hôm trước cho nếp thật mềm. Con gái mình cháu năm nay mới có 4 tuổi thôi, thì nếu mà hôm nào mẹ nấu cái xôi lá dứa này thì cháu ăn rất là nhiều. Và thịt gà cũng vậy, cánh gà, hoặc là các bạn có thể sử dụng đùi gà để cho các con ăn.
Và bây giờ mình sẽ ngâm phần gạo nếp này, chuyển nước chuyển sang màu xanh như thế này. Và mình sẽ ngâm phần nếp này. Sau một thời gian khoảng 3-4 giờ, mình sẽ sôi cái phần gạo nếp này. Và bây giờ mình sẽ để đây. Còn cánh gà các bạn sơ chế rửa sạch, các bạn cũng có thể để cả cái cánh gà các bạn chiên cũng được, hoặc các bạn có thể thái thành 3 khúc ra, vì cánh gà chiên làm 3 ra, cái đoạn cuối nhỏ thì không lấy. Các bạn có thể sử dụng 2 phần trên. Và bây giờ mình sẽ đi rửa cái phần cánh gà này, và sau đó mình sẽ ướp sơ qua một chút xíu nữa, và sau đó chúng ta sẽ chiên phần cánh gà này lên. Gia vị đi kèm cánh gà gồm có hành tím, tỏi và một chút nước mắm. Chúng ta làm cái gia vị để chúng ta ướp vào với cả gà. Và bây giờ đến phần ướp sơ qua cánh gà, và mình làm nước mắm để làm cái nước cho cánh gà. Cánh gà mình đã rửa sạch, và mình sẽ để cả cái cánh gà như thế này. Gừng một nhánh nhỏ, mình sẽ thái lát ra, hoặc các bạn có thể đập dập, và mình cho vào gà. Hành tím và tỏi mình sẽ chia một nửa để chút nữa chúng ta làm nước mắm, và còn một nửa chúng ta đập dập, chúng ta cho vào phần cánh gà ướp. Các bạn nên đập dập hành tỏ thôi, để chút nữa chúng ta sẽ chừa bỏ lại cái phần hành tỏ chúng ta không chiên lẫn. Chúng ta chỉ cần lấy phần nước dập từ hành tỏ ra ngấm vào cánh gà mà thôi. Xíu vậy thôi, chỉ để chút nữa chúng ta sẽ có phần nước mắm ở phía ngoài của cánh gà nữa, cho nên chúng ta không nên cho nhiều, sẽ bị mặn cánh gà. Và mình sẽ cho thêm một chút bột canh và hạt tiêu nữa. Cho khoảng độ nửa muỗng cà phê thôi. Hạt tiêu chúng ta xay một chút vào đây. Chúng ta đảo đều phần cánh gà lên. Và chúng ta có thể xóc lên cho đều. Cho ngấm khoảng độ nửa tiếng hoặc đến một tiếng, tùy các bạn để cánh gà, hoặc các bạn ướp có thể để qua đêm, rồi hôm sau chúng ta vừa chiên cánh gà vừa làm món xôi cùng nhau cũng không vấn đề gì cả. Và đến phần nước mắm, hành tỏi đập dập và băm nhuyễn. Phần nước mắm để chút nữa chúng ta cho vào cánh gà, thì đây mình sẽ cho phần đường trước. Mình sử dụng 10 cái cánh gà thì mình sẽ cho 3 muỗng canh đường. Và 3 muỗng canh mắm. Thank you.
Mình quậy đều lên cho tan. Và mình cho một nửa số hành tỏi băm vào bát nước mắm. Mình sở dĩ không cho ớt băm bởi vì con gái mình cháu sẽ không ăn được cay. Nếu mà nhà nào mà các bạn có nguyên người lớn không ạ, thì các bạn băm ớt băm vào, các bạn quậy đều với cả phần nước mắm này, thì chúng ta sẽ có một món ăn vừa cay vừa mặn vừa ngọt và hơi chua chua nữa. Và sau đây mình sẽ vắt vào đây khoảng độ 2 muỗng canh nước cốt chanh nữa. Sẽ quậy đều phần sốt này lên và chút nữa chúng ta còn lại nửa số hành tỏi này chúng ta phi thơm với dầu ăn, và sau đó chúng ta cho chút phần nước sốt này vào chảo và chúng ta đun sôi lên, và cánh gà chúng ta chiên xong chúng ta thả luôn vào cái chảo xào của nước sốt này và chúng ta đảo đều lên và chúng ta đổ cánh gà ra ngay là món gà chiên mắm của chúng ta đã xong. Hoặc các bạn nào mà thích ăn cay thì các bạn cho ớt băm và đồng thời các bạn cho bột ớt cay nữa vào trong bát nước sốt này và chúng ta xào lên, thì lúc sau cánh gà của chúng ta sẽ bắt cái màu ớt vào rất là đẹp và hấp dẫn, lại ngon nữa nếu các bạn nào ăn được cay. Và sau đây mình đã pha xong cái phần nước sốt này và bây giờ mình sẽ đi chiên cánh gà. Và bây giờ mình sẽ chiên cánh gà và đồng thời mình cũng sẽ làm món xôi luôn. Và trước khi chiên phần cánh gà, mình sẽ cho vào cánh gà một muỗng canh bột khoai tây, hoặc là các bạn cũng có thể cho một muỗng canh bột năng, và các bạn xóc đều lên. Các bạn vớt cánh gà ra rồi và các bạn xóc đều lên như này để cho phần cái bột khoai tây còn thừa nó sẽ rơi xuống dưới. Các bạn bỏ phần tỏi hành ở dưới đi vì chúng ta không sử dụng tới, chiên lẫn thì sẽ làm cho phần dầu của chúng ta dễ bị cháy. Và bây giờ dầu đã sôi, mình sẽ cho nóng rồi, mình cho phần cánh gà này vào chiên lên. Các bạn cho nhiều dầu một chút thì khi chúng ta chiên cánh gà sẽ được giòn. Và đây là dầu chiên đây, và bên cạnh đó là nồi sôi, nước mình cũng đã đun sắp sôi rồi, và sau đó chút nữa mình sẽ cho phần gạo vào. Đó. Các bạn đảo cánh gà liên tục, chở liên tục để cho cái phần bột ở dưới nó không dính đáy xoong, thì sẽ không bị khét đáy xoong. Và nước của cái nồi sôi, nồi hấp đã sôi, và bây giờ mình cũng sẽ chút cái phần gạo nếp ra, và sau đó mình xóc vào trong gạo nếp một chút muối ăn nữa để cho phần gạo nếp của chúng ta vừa, và sau đó mình sẽ đổ vào nồi sôi. Và đây là phần gạo nếp,
màu xanh rất là đẹp. Nếu các bạn có thời gian, các bạn ngâm qua đêm, màu xanh sẽ ngấm vào gạo còn đẹp hơn nữa. Và đây mình sẽ đổ ra cái rổ này để cho ráo nước. Và các bạn sóc cho nước, cho ráo nước đi, và mình sẽ cho vào đây một chút muối ăn, khoảng nửa muỗng cà phê gì đó, để cho phần xôi của chúng ta vừa đậm đà hơn. Và mình cũng sóc đều lên cho muối nó ngấm. Và như vậy là đã xong. Và bây giờ mình sẽ đổ vào nồi xôi. Và bây giờ mình sẽ lật phần cánh gà này lên đã. Nó chưa được vàng lắm. Chúng ta mới chiên được một nửa quãng đường này thôi. Và bây giờ mình sẽ cho xôi vào nồi nước đang. Nồi nước đã sôi rồi, mình sẽ cho đổ xôi vào đây. Mình hấp. Khi các bạn xôi, các bạn vẫn cứ để lửa to thì hơi ở dưới sẽ mạnh, thì sẽ làm cho xôi chúng ta chín nhanh. Và mình sẽ làm một cái lỗ thông hơi ở giữa để cho hơi bốc lên để chín đều phần xôi của chúng ta. Như vậy đó. Và bây giờ mình sẽ đậy nắp vung vào. Các bạn xôi, chờ xôi trong vòng 15 phút đầu tiên. Và sau đó các bạn mở ra, các bạn cho tiếp phần nước cốt dừa vào. Đây là cánh gà đã, mẻ đầu tiên đã được vàng đều rồi. Bây giờ mình sẽ cắt ra đĩa lót giấy thấm này để cho ráo dầu. Và chút nữa chúng ta chiên tiếp phần cánh gà còn lại. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ đảo lại với cả nước mắm nữa. Bây giờ mình sẽ cho tiếp cánh gà còn lại vào. Các bạn cũng có thể luộc sơ qua cánh gà và sau đó chúng ta chiên thì sẽ nhanh hơn. Đây là phần cánh gà mình vừa mới chiên xong. Màu vàng rất đẹp, rất hấp dẫn. Đây là xôi sau 15 phút, mình sẽ mở ra mình kiểm tra. Mình sẽ đảo sơ qua lên và sau đó mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Xôi rất xanh và đẹp.
Lúc này xôi vẫn chưa chín đâu, nhưng mà mình sẽ cho nước cốt dừa vào đây để cho ngấm vào xôi. Và chúng ta lại tiếp tục xôi trong vòng 15-20 phút nữa. Và cuối cùng chúng ta sẽ cho đường vào. Bây giờ đây là phần nước cốt dừa mình đã mở ra. Mình chỉ lấy nguyên phần cốt đặc ở phía trên. Mình hớt nguyên phần cốt đặc phía trên, mình sẽ cho vào đây. Khi mà xôi ngấm cái nước cốt dừa này vào ăn, cái vị nó sẽ béo ngậy ngậy, rất tuyệt vời. Vậy là mình đã lấy hết phần cốt dừa trong này ra rồi, mình chỉ lấy phần cốt đặc thôi. Rồi, đã xong. Mình sẽ đảo đều phần cốt dừa này lên đã, cho ngấm vào gạo. Các bạn nhớ đảo đều lên để cho cốt dừa ngấm hết vào trong phần xôi của chúng ta. Cho thật đều. Và bây giờ đã xong rồi, mình đậy vung vào và chờ thêm 15-20 phút nữa. Và chúng ta lại kiểm tra lại lần nữa. Nếu xôi chín rồi chúng ta sẽ cho đường vào. Và bây giờ mình kiểm tra xôi lần cuối cùng nữa, sau 15 phút đây. Wow, xôi đã chín rồi các bạn ạ. Và mình nếm thử xem đã chín hoàn toàn chưa. Rất mềm rồi. Và bây giờ mình sẽ cho đường vào. Mình sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh đường. Và mình đảo đều lên để cho đường ngấm vào xôi. Các bạn thích ăn nhiều thì các bạn cho nhiều ngọt nhé. Còn xôi có vị hơi ngọt ngọt thôi thì sẽ ăn hợp với cánh gà hơn. Mình đảo đều lên như này và chúng ta chờ thêm 5 phút nữa rồi chúng ta sẽ lấy xôi ra ngoài. Và như vậy món xôi lá dứa nước cốt dừa của chúng ta đã hoàn thành. Và chỉ đợi ít phút nữa thôi là chúng ta sẽ bày lên đĩa và thưởng thức. Và bây giờ mình đậy vung vào, chờ thêm 5 phút nữa rồi mình sẽ tắt bếp. Mình bắt chảo dầu nóng và cho vào đây một chút xíu dầu để chúng ta phi nốt chỗ hành tỏi băm đó, và chúng ta sẽ đổ phần nước mắm đường vào. Khi hành tỏi đã vàng, mình sẽ cho phần nước mắm này vào.
đun một chút cho nước mắm keo lại. Và đây là phần cánh gà vừa chiên, mình sẽ thả hết vào trong cái hỗn hợp nước mắm đường này. Và chúng ta chỉ cần việc đảo đều cho ngấm phần mắm đường này vào cánh gà nữa là đã xong rồi. Phần cánh gà chiên nước mắm ăn với sốt, mình sẽ cho vào đây một chút hành lá băm nhỏ nữa. Rồi, như vậy là món cánh gà chiên nước mắm của chúng ta đã xong. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và sẽ bày lên đĩa. Đây là phần xôi lá dứa, nước cốt dừa mình vừa mới múc ra đây xong đã chín rồi, và bây giờ mình bày đĩa. Và đây là cánh gà cũng đã chín, đã ngấm gia vị rồi. Và bây giờ mình sẽ dùng cái khuôn này để mình tạo hình. Trước hết các bạn sẽ thoa dầu vào cái khung này. Để cho dễ lấy xôi ra và chúng ta tạo hình cho đẹp cái xôi của chúng ta. Và các bạn múc phần xôi nóng, các bạn cho vào cái khuôn này. Mình sẽ cho vệt một ít dầu vào đây cho đỡ dính. Các bạn ấn chặt xuống. Và tạo hình như thế này chút nữa, con gái mình chắc rất là thích đây. Hơi nhiều quá, mình sẽ lấy bớt ra một chút. Quật một chút dầu ở đây để cho đỡ dính phần xôi. Như vậy ta đã xong một cái xôi, và bây giờ mình sẽ làm tiếp cái thứ hai. Xôi thứ hai đã xong phần tạo hình, và bây giờ mình sẽ đắp phần cánh gà vào. Và đây là con gái của mình, con chào khán giả. Dạ cũng ngoan lắm. Thế con biết đây là cái gì không con? Nó sẽ lá cây, nhưng mà là món gì mà con thích? Cơm xanh lá cây đúng không? Đúng rồi, cơm màu xanh lá cây. Con đã cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ.
dừa ăn kèm với cả cánh gà chiên nước mắm mà con gái mình rất là thích. Yêu thì khác.